Xin chào và cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Mình là Lê Huệ Trương, editor của Trader Việt. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một anh chàng day trader mà mình mạn phép gọi là John ở dưới đây nhé. John là một trader có một đam mê cực kỳ lạ lùng, đó là xem chart trên chiếc điện thoại của mình. Ấy vậy mà anh ấy đã trở thành một trader thành công, và sau đây là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Như thường lệ, phần đầu tiên sẽ là phần cảnh báo rủi ro ở đầu video. Mời mọi người hãy dành ra vài phút để đọc phần cảnh báo đến từ Trader Việt nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi. Những bước chập chững đầu tiên làm trader của John. John giao dịch cổ phiếu và tiền tệ. Anh đã quan tâm đến thị trường tài chính từ 2 năm trước khi anh ấy đi du lịch và thấy một nhóm du lịch nước ngoài đổi tiền tại một văn phòng ngoại hối. Anh nhìn vào chiếc màn hình LCD sáng bóng hiển thị tỷ giá hối đoái cho các cặp tiền tệ chính như đô la, euro, bảng Anh, CHF, v.v. Mỗi ngày ngang qua văn phòng ngoại hối, John đều thấy tỷ giá hối đoái thay đổi. Một ngày nọ, đồng euro bỗng tăng so với tất cả các đồng tiền khác. Điều đó có nghĩa là John sẽ nhận được nhiều nội tệ hơn nếu anh ấy quyết định đổi tiền vào ngày hôm đó. Anh ấy giải thích, tôi nghĩ chẳng phải sẽ thật thú vị khi giao dịch tiền tệ hay sao? Mua những gì tăng lên về giá trị và bán những gì sụt giảm về giá trị. Và thời điểm đó, John đã có kiến thức khá vững về thị trường chứng khoán và anh ấy quyết định sẽ dấn thân sâu hơn vào trading. Rồi, trạm dừng chân tiếp theo của anh ấy là phải mở một tài khoản với một broker. Lúc ấy, John không biết nhiều về các broker, spread, đòn bẩy hay margin gì cả. Tất cả những gì anh ấy biết là anh ấy cần phải tìm ra một broker để có thể bắt đầu giao dịch. Vì vậy, anh ấy đã mở một tài khoản với một broker đầu tiên tìm được trên Internet. Và đó là sai lầm đầu tiên mà John học được. Broker đầu tiên của anh ấy có spread cao và cung cấp mức đòn bẩy quá cao, đủ để anh ấy đốt cháy tài khoản giao dịch đầu tiên của mình. Anh nói, lúc đó anh chỉ tập trung vào những khung thời gian quá nhỏ, áp dụng hàng tá các chỉ báo kỹ thuật và mở các vị thế với kích thước quá lớn. John chia sẻ, tất cả những sai lầm đó đều khá phổ biến với những người mới bắt đầu. Nếu không có chúng, chắc gì tôi đã học được những bài học tuyệt vời hơn như bây giờ. Spread cao đã ăn hết những khoản lợi nhuận trong các giao dịch ít ỏi của John. Thậm chí, sau đó, anh ấy còn nhận ra rằng mình đã chọn nhầm phải broker không được quản lý chặt chẽ nữa. Và pha đầu tiên của Trader John chính là tài khoản giao dịch với broker đầu tiên, cháy rụi. Không mất quá lâu để John đốt sạch tài khoản giao dịch đầu tiên của mình. Anh nói, tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong trading. Tôi đã mạo hiểm quá nhiều sau một chuỗi các giao dịch chiến thắng. Tôi tưởng là tôi đã học được quy luật của trò chơi, nhưng rốt cuộc, tôi đã bị margin call. Bây giờ nhìn lại mới thấy, hóa ra giao dịch quá mức và khâu quản lý rủi ro yếu kém chính là những nguyên do khiến John đốt cháy tài khoản giao dịch đầu tiên của mình. Anh nói thêm, hầu hết các trader đều mất tài khoản đầu tiên của mình, nhưng không sao, ít ra là tôi đã biết mình sai ở đâu và cách né tránh chúng trong tương lai. Đó chính là tìm một cố vấn giao dịch và đọc sách. Sau khi đốt cháy tài khoản giao dịch đầu tiên của mình, John đã đóng tài khoản ấy và bắt đầu học trading càng nhiều càng tốt. Anh đã tìm được một cố vấn giao dịch trực tuyến và thường xuyên gọi Skype với cố vấn ấy. Song song đó, John cũng mua rất nhiều sách nổi tiếng về các chủ đề trading khác nhau, bao gồm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro. Nếu bạn hỏi anh ấy liệu anh ấy có muốn bỏ cuộc sau thảm họa cháy tài khoản kia, thì anh ấy sẽ đáp lại rằng, khao khát trở thành một trader có lợi nhuận nhất quán là quá lớn, bỏ cuộc không phải là một lựa chọn, tôi biết tôi có thể làm được, tôi chỉ cần nhiều thời gian hơn cùng một cố vấn giao dịch giỏi là được. Và giải pháp thứ hai đó là tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. John bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và mở một tài khoản demo với một broker khác. Lần này, anh đã tìm hiểu kỹ hơn về broker. Anh bắt đầu luyện tập sự kiên nhẫn và kỷ luật trên khung H1 và H4, phát triển chiến lược giao dịch thực sự đầu tiên của mình, rồi áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro cần thiết vào tất cả các giao dịch của anh ấy. John học được rằng các chỉ báo kỹ thuật có độ trễ so với giá và rằng chúng không nên được sử dụng để tham gia vào một giao dịch mà chỉ để xác nhận là một giao dịch mà thôi. Lúc này, John tập trung vào hành động giá, xác định các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ, học các mô hình giá, mẫu hình nến. Cuốn sách của Steve Nissen là một trong những quyển yêu thích của anh ấy và những kỹ thuật đi theo xu hướng Trend Following. Đây là lần đầu tiên anh ấy có một kế hoạch khi giao dịch. Anh ấy không nhảy vào các thị trường với các giao dịch không được xác nhận nữa, mà trái lại,
John tuân theo chiến lược giao dịch của mình một cách nghiêm túc và luôn mạo hiểm 1% nhỏ trong tài khoản của mình trên mỗi giao dịch anh thực hiện. Và thứ hai chính là tài khoản giao dịch với broker thứ hai, huề vốn. John kể rằng, sau một vài tháng học hỏi, giao dịch trên tài khoản demo, tôi đã cảm thấy sẵn sàng để quay trở lại với tài khoản real. Anh ấy đã bỏ vốn vào tài khoản giao dịch thứ hai của mình thông qua một broker mới và bắt đầu áp dụng tất cả mọi thứ đã học được trong vài tháng vừa qua. Không lâu sau, anh ấy nhận ra rằng anh ấy có thể ở lại với thị trường tại điểm hòa vốn. John không lỗ nhiều, cũng không lời nhiều. John bảo, tôi thấy rất tuyệt. Tôi biết là tôi cần phải tinh chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình một xíu thì mới kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Nhưng thật không may, chỉ một quyết định giao dịch sai lầm sau đó và anh ấy đã mất một khoản tiền lớn trong tài khoản của mình. Tôi đã cảm thấy khá áp lực đối với việc kiếm lợi nhuận trên thị trường. Mặc dù tôi đã hòa vốn, nhưng tôi vẫn quyết định chơi một cú lớn với cặp GU chỉ vài phút trước khi một báo cáo dữ liệu quan trọng trên thị trường được công bố. Sau đòn ấy, John đã học được tầm quan trọng của tâm lý giao dịch đến thấu xương tận tủy. Và pha cuối cùng trong hành trình kiếm được lợi nhuận nhất quán chính là tài khoản giao dịch với broker thứ ba. John giải thích, tôi lại lỗ SML. Tôi đã phá hủy tài khoản giao dịch của mình chỉ với một quyết định tồi tệ, thật là ngu ngốc. Tại sao tôi lại làm điều đó cơ chứ? May mắn thay, tài khoản của John vẫn còn lại một ít vốn và anh ấy đã bỏ thêm vào đấy một ít tiền để có thể bù đắp cho khoản lỗ từ cú trade GU kia. John nói, kể từ đó, tôi không để cho nỗi sợ và lòng tham can thiệp vào quyết định của mình nữa. Trading là một cuộc đua marathon và tôi muốn ở lại với trò chơi vào những năm tiếp theo. Và rồi, John đã tinh chỉnh lại các quy tắc quản lý rủi ro của mình. Tôi đã mạo hiểm $1 chỉ để nhận lấy $1. Đó là lý do tại sao tôi cứ mãi quẩn quanh mức hòa vốn. Bây giờ, tôi sẽ mạo hiểm ít hơn so với lợi nhuận tiềm năng của mình và để cho giao dịch có lời tiếp tục tích lũy cho đến khi mục tiêu của mình đạt được. Rồi, vì là cái kết có hậu đã tìm đến với Trader John. Như bạn thấy đó, hành trình đi tìm kiếm lợi nhuận nhất quán là một hành trình vô cùng gian nan, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật tuyệt đối. Mình hy vọng những sai lầm của John sẽ là những bài học kinh nghiệm để mọi người không phải trả giá quá đắt cho thành công trong trading nhé. Nếu thấy bóng dáng mình trong câu chuyện ở trên thì mọi người đừng quên để lại comment ở phía dưới nhé. Đừng quên để lại một nút like và share để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của trader Việt trong tương lai nha. Mình là Lê Hệ Trương, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you soon.